Thời gian qua, Festival Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo được Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức hàng năm đã trở thành ngày hội của những người trẻ yêu khoa học công nghệ. Đây cũng là chương trình tạo điều kiện cho học sinh sinh viên tại Đà Nẵng có dịp trao đổi, giao lưu, tìm hiểu các mô hình, ý tưởng, sản phẩm sáng tạo, từ đó nâng cao nhận thức về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra, tạo động lực đổi mới sáng tạo trong giới trẻ. Nhóm chúng em mang đến sản phẩm là thiết bị chẩn đoán vị trí rò rỉ trong hệ thống đường ống truyền chất lỏng. Đây là một sản phẩm bọn em đang nghiên cứu được 2 năm và nó cho phép, đây là một công nghệ mới. Nó thúc đẩy cho bọn em là một cái ý chí sáng tạo, phấn đấu, nỗ lực không ngừng để đem đến những cái giá trị thiết thực cho cuộc sống. Với sức nóng của chuyển đổi số, làn sóng đổi mới sáng tạo trong thanh niên ngày càng diễn ra mạnh mẽ. Chính vì thế, các sân chơi về công nghệ, đổi mới sáng tạo ngày càng thu hút giới trẻ tham gia. Sân chơi này đã mang đến cho em nhiều trải nghiệm thú vị và cũng như là mang lại cho em rất nhiều là những kiến thức mới và cũng như là những điều bổ ích. Không chỉ dừng lại ở quy mô của một cuộc thi, các dự án, ý tưởng xuất sắc nhất cũng được Thành đoàn Đà Nẵng tạo điều kiện để gặp các chuyên gia để được tư vấn, định hướng, hoàn thiện sản phẩm, qua đó gia tăng các cơ hội thu hút đầu tư trong tương lai. Các bạn sẽ gặp được những cái doanh nghiệp, những founder, những nhà đầu tư để qua đó giúp cho các bạn hoàn thiện về ý tưởng, hoàn thiện về sản phẩm, hoàn thiện về những cái marketing thị trường. Thực tế cho thấy, hiện giới trẻ rất mong mỏi được bồi dưỡng, nâng cao các kỹ năng kiến thức về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo. Thời gian tới, tổ chức đoàn hội tại địa phương sẽ tiếp tục đa dạng hóa các sân chơi về công nghệ, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0.